Xin chào tất cả các anh em và các bạn nha. Hôm nay ngày 23 tháng 9 mình lên clip mới tiếp ha. Thì giới thiệu với các anh em một số máy khoan gà bán vít hàng bãi nội địa Nhật đã qua sử dụng ha. Thì mình sẽ giới thiệu từng con máy trên video, mình sẽ báo giá luôn. Thì anh em xem cái sản phẩm nào vừa ý mình thì liên lạc lại với mình, số điện thoại là 05838 19402, Zalo cũng xài số đó luôn. Thì hình thức mua bán của mình là anh em cứ chốt một máy gì là anh em cọc cho mình 50k ha, tới 100. Mình có nhận đóng pin cho tất cả các loại máy ha. Thì anh em có đóng pin, nhu cầu đóng pin luôn thì liên hệ với mình sau ha. Rồi bây giờ mình xin phép vô chi tiết ha. Thì có mấy cái dụng cụ đi kèm như cái vỏ pin này ha. Đây là cái vỏ pin 36V, 36V của Bosch ha. Đó, cái vỏ với cái mạch ở trong là 150k ha anh em. Vỏ mạch ha, còn cái mạch còn hoạt động bình thường nha. Đó. Vỏ thì nghiêm chỉnh ha, không có bể vỡ gì hết ha. 150k cái vỏ Bosch 36V. Rồi ở đây mình có mấy cái phụ kiện đi kèm ha, giống như cái đầu chuyển khoan. Đầu nhựa này là 70k một cái ha. Đầu sắt thì 100k. Sắt thì có kèm thêm cái khóa luôn. Rồi đây mình có mấy cái móc đeo. Cái móc đeo máy ha. Móc đeo máy cũng hơi cũ rồi anh em ha. Của Bosch 40.000 cái ha. Móc đeo này 40.000 cái. Rồi móc đeo này của Nati ha. Cũng vậy luôn ha. 40 cái. À, có cái đầu chuyển khoan mini ha. Đầu này 60 cái nha anh em. 60.000 cái. Mình coi ha. Có gì anh em chốt thì anh em chụp lại màn hình ha. Hay là anh em nói cái tên nó giống như mình giới thiệu ha, đầu chuyển khoan mini nè. Đầu này chuyển khoan thường, đầu này là 10 ly ha. Đầu này nó kẹp khoảng 4 ly. 3-4 ly, 5 ly gì đó. Rồi mấy cái móc đeo này của Nati ha. Đó, 40.000 cái. Cái này cũng vậy. Của Bosch. Rồi mình có mấy cái thôi nha. Rồi, hôm nay mình có thêm mấy cái lưỡi cưa ha. Đó. Giá 70k ha anh em. Con này là lưỡi răng nhuyễn ha. Nhuyễn. Thì cái chiều dài của cái lưỡi này là chiều dài của nó 25. À, chiều dài lưỡi là 25 ha. Còn cái cán của nó là 30 ha anh em. Cán 30 ha. Coi như tổng chiều dài của cây này là khoảng 50 mấy á, 55 á. Hình thức của nó thì nó hơi ố rỉ rỉ chút nhưng mà vẫn sử dụng ok ha, vẫn còn bén ngót anh em ha. Tại đồ bãi là lúc nào nó cũng hơi thâm kim vậy thôi. Rồi, một cây ha. Rồi cây thứ hai. À, cây thứ hiệu Takagi 80k một cái. Cái cây này 80k, nó có hai đầu răng hai bên ha. Cái lưỡi này nó có hai bên, nó có hai răng, một cái nhiễm với một cái hơi dài một chút, ăn hơi thưa một chút. Đó, cán gì cây còn đẹp ha. Cái này cái lưỡi nó cũng chừng 20 anh em ha. Phần lưỡi nó cũng khoảng 20. Đó. Cái ô gạch này là nó 30 nè. Đó, cái lưỡi này còn khoảng 20. 18. Nó tổng chiều dài của nó khoảng 30 35. Rồi con này 80k ha. Có hiệu anh em. Con này còn cái hiệu. Rồi, con khổng lồ ha, size lớn ha. Con này là răng thưa ha.
nó hơi rỉ rỉ vậy thôi, chứ nó gần như nó sử dụng rất ít, cho nên mà lưỡi nó còn rất là bén nha. Rồi cán ở đây ha, con này 100 nha. Thì cái chiều dài của cái lưỡi nó là phần lưỡi nó không là 40 nè ha, cán 40, coi như con này là tổng chiều dài của nó là 80 nha nè. Để cái camera mình nó quay không hết được cái toàn cảnh của cái lưỡi cưa ha, thì mình báo với anh em nó là chiều dài của cái cây cưa này là 80 phân đó. Cái lưỡi này cũng khá chắc chắn ha, cứng cứng cáp ha. Cái lưỡi này nó cũng dày mà có ly rồi. Thì cái này là giá 100 nha anh em, cái cưa lớn thì giá 100 ha đó. Anh em xem tổng thể ba cái cưa ha, cái lớn này 100 ha, nhỏ là 80. Cái này 70. Rồi, cho qua mấy cái này nha anh em. Tiếp theo thì mình mấy con này là coi như mình thanh lý nha anh em. Con này con số 1. Giá 150k ha. Đó, con này nhìn ngoại hình thì nhỏ gọn. Nó về coi như cũng bắt mắt. Cái này của anh khách cũng gửi ha. Thì anh có bỏ pin trong đây rồi anh em. Có đóng pin lại anh sử dụng rồi, giờ không xài nữa bán ha. Thì tình trạng nó còn chạy nè, pin nó còn chạy mà yếu. Có điều tốt ha. Yếu, sạc không vô. Có pin có mạch rồi mà sạc không vô ha. Con này là đầu kẹp 10 ly. Có khóa trục anh em ha. Rồi nó có khóa trục ha. Mở ra nè. Đó. Rồi xếp lại nè, là nó có chức năng khóa trục. Rồi. Ngoài ra thì nó là khoan thôi ha. Đầu không cứng không rờ. Nó có chức năng là khoan thôi. Có đèn. Nó chạy 12V nha anh em. Con này nó chạy 12V. 10V8. 10V8, 12V. 900 vòng trên phút ha. Nó dắt sạc đây ha. Mình có gắn sạc thử rồi nó không vô nè. Anh em về kiểm tra ha. Rồi con này thanh lý giá 150k. 150k ha. Pin thì mình coi cũng là pin pin Trung Quốc thôi, pin thường thôi. Cầm cũng gọn nhẹ tay ha. Rồi số 1 ha, giá 150. Rồi con số 2 cũng 150 luôn nha. Con số 3 là 180. À, con số 2 này là cái thân máy thôi. Con này là model của nó là nó nhiều đầu nha. Cái loại này, máy này là nó có nhiều cái chức năng nè, nhiều cái đầu thay đổi ha. Đó thì mình tháo cái đầu khoan ra mình gắn, đầu bắn vít, rồi đầu chà nhám, đầu mấy cái đầu cắt cưa lộng rồi đó ha. Thì con này không chạy nha anh em, mình thử rồi không chạy, mình bắn sát 150k con này ha. Đó, đầu kẹp của nó là 10 ly, đầu nhẹ ra vô bình thường, chỉ là máy không chạy thôi. Anh em nào thích nghiên cứu thì chơi mấy con này ha, chạy nghiên cứu mình không có gì, mình về test lại motor với cò, nó hỏng cái nào mình thay cái đó thôi. Cái phần đầu này thì ok ha, không thì anh em chơi lấy cái đầu này về làm cũng được. Nếu mà có cái máy này thiếu cái đầu khoan thì chơi cái khác này vô cũng được. Rồi con số 2
150k ha. Thân máy bản sát nha, máy không chạy nha, mình nói trước nha. Rồi con này cũng vậy luôn, cũng là không chạy luôn, chạy cũng chập chờn mình có thử rồi mà cũng coi như là không chạy luôn ha. Thân máy vỏ pin đầu cứng ha, đầu này không có rơ, chỉ có là cái phần điện của nó không ổn, anh em về kiểm tra coi. 180k thân máy vỏ pin nha. Rồi 1, 2, 3 ha, 3 số. Rồi mình qua phần khác ha. Rồi tiếp theo mấy con máy này là mình sẽ test ha, test máy. Mấy con này thì nó chạy, nó hoạt động. Con này là cái bấm vít 9.6 anh em. Con này là mất điều tốc rồi. Đảo chiều, đảo chiều, đầu cứng ha, không có rơi ha. Rồi con này thân máy vỏ pin 100, thân máy vỏ pin 100k nha. Đó, máy hoạt động ha, hình thức thì không còn chỗ nào để cũ hơn nữa anh em ha. Nó cũng vừa tầm mà ha, về anh em sử dụng thì ok, kẹp bình rồi cũng được. Rồi con số 2, con số 5 là 130k thân máy vỏ pin ha. Con này 7.2. Con này hoạt động bình thường nha. Con này mình bao chạy luôn nha. Thôi rồi test luôn rồi đi mất công á. Là ba con này nó đều kẹp dây nha, nó buồn quá. Rồi. Mình kẹp dây nha anh em. Con này là 7.2 nha. Đảo chiều, đảo chiều, rồi đây ra vô nhẹ, rồi thân máy vỏ pin nha, 130k 7.2 nha anh em. Black Decker ha, con này là hiệu là Black Decker. Rồi con số 6 nè, 150k cũng là hiệu Black Decker ha, mà nó chóc tem hết nha anh em. Con này cũng là thân máy thôi ha, thân máy 150k, đầu kẹp 10 ly, đầu kẹp 10 ly ha. Con này có khóa trục nha anh em. Đó, con này có khóa trục nè, nhiều khóa trục coi như là mình dặn tới cái mức mà cái đầu kẹp nó vô tới sát rồi đó ha, thì tự động nó sẽ dừng lại cho mình siết ha, là khóa lại luôn. Còn thông thường thì mình dặn là nó đi luôn ha, chỉ cần chỉ có cái dùng cái lực máy để mình mới mượn cái lực máy để mình khóa mũi thôi. Còn cái này là nó có khóa trục thì nó cũng hỗ trợ cho mình rất là tốt. Đây là nhanh chậm ha, có nhanh chậm ha. Cấp trượt là được 22 cấp trượt, một cấp quang. À, hình thức con này cũng còn khá đẹp ha, chỉ có mất cái hai cái tem. Tại cái đợt cái loại này nó tem giấy nó cũng dễ chóc lắm nè. Rồi, test máy nha. Rồi, test máy. Điều tốc. Khá khỏe ha, cái tiếng máy nghe khỏe rất mạnh ha. Đó, đây là tốc nhanh nha, có tốc chậm. Đó, đảo chiều thắng ha, ok ha. Yeah.
Rồi. Con này full chức năng ha. Thân máy nha anh em. Thân máy nha. Giá 150k số 6. Số 7. Cũng là black decker ha, 12V. À, hai con này nó tự nha, nhưng mà con này là trơn nha, không có cái nhanh chậm. À, cấp trượt thì cũng là 22 cấp trượt ha, 22 cấp trượt, một cấp khoan. Con này là không có hỗ trợ khóa trục ha. Đầu cứng. Nhích nhẹ thôi, khoan thì gì thì không vấn đề anh em ha. 130k thân máy ha. Cũng là 12V. À, 12V. Rồi test máy luôn. Giữ tốc. Đảo chiều. Rồi, máy full chức năng nha. Con số 7 ha, 130k thân máy. Rồi, số 8 cũng là thân máy luôn nha. Con này là điều quát ha. Giá 250k thân máy nha. Ở đây nó bị gãy một cái miếng nhựa ha, để cản một cản bụi cản đồ nè. Tem thì rất đầu kẹp 13 ly nha anh em, đầu kẹp 13 ly ha, điều quát ha, có nhanh chậm. À, còn số bên cấp trượt thì mình không thấy ha, như nó hơi nó cũ quá, nó chóc rồi. Rồi con này thân máy 250k. Rồi để mình thử luôn ha. Rồi test máy nha. Thì tốc. Con này nó khỏe lắm nha anh em. Đây là mình thử pin 12 á, anh em nghe tiếng máy nó đã rồi. Nên đúng 18 con nó chạy đã lắm. Nó chỉ một cái là nó hơi cũ ha. Full chức năng ha. Rồi số 8 ha, giá 250k thân máy. Còn khoan điều quát 18V nha anh em. Này về anh em gắn cái đế pin trượt của Makita vô là sử dụng nó ok ha. Rồi mình cho qua mấy cái này nha. À, tiếp theo là số 9 nha anh em. Số 9 thân máy giá 650k ha. Con này là một cây bê tông khoan bê tông của Nati EZ6801. Con này là nguyên bản của nó là 12V, nhưng mà giờ đây là mình đã lên cái pin trượt ha, lên đế pin trượt để anh em sử dụng pin 14V cho nó khỏe. Thì bản thân của cái con 12 này nó đã mạnh sẵn rồi anh em. 12 thường là họ bố trí là cái lực búa cũng khá tốt lắm. Bây giờ mình sử dụng pin 14 nữa là thôi là đúng bài luôn ha. Có hai chức năng thôi, một cái là khoan và một cái là búa. À, nó là búa bê tông nha, búa hơi nha. Đó, thì để chỉnh gì là chế độ khoan. Và bây giờ mình kẹp pin vô, mình không có pin của 14, mình có pin 18, mình gắn vô thử máy cho anh em.
Thì lắp pin vô thì hình thức cái máy nó như vậy ha. Rồi. Con này là bóp là chạy thôi ha. Rồi, gắn mũi vô nè. Mũi giờ em mở dặn nó qua bên vậy ha. Đó. Dặn dặn con nó vô đúng cái khớp của nó là nó khóa cái mũi rồi nha. Đó. Rồi, mũi dính rồi ha. Thử búa anh em ha, chuyển qua chế độ búa nè. Chạy cái pin mạnh quá, nó quá cái búa, nó quá tôi. Đè mạnh vô ha, đè mạnh vô, sợ nó quất vô cái tay mình luôn quá. Cái phần búa của nó mình thấy cũng chưa ổn lắm anh em ha. Là đè vừa vừa thì búa đập nè ha, để vừa vừa thì búa đập nè. Mình đè mạnh vô là nó chạy qua chế độ khoan hay gì đó. Rồi. Xác định là con này nó cũng không ổn lắm nha. À. Con này nó cũng không được ổn lắm nha. Máy thì hoạt động bình thường ha. Rồi con này là có vấn đề về cái phần búa, anh em nào khắc phục được thì muốn chơi con này thì liên hệ với mình ha, mình sẽ thương lượng cái giá lại anh em ha. Còn giờ trước mắt là mình để mình thử lại riêng để mình xác định coi có phải nó lỗi hay không. Anh em nào có ý chơi con này thì liên hệ với mình sau ha, mình sẽ liên lạc. Rồi cho qua con số 9 này nha. Hiện tại thì mình báo giá với anh em là 650k thân máy. Rồi cho qua số 9. Rồi tiếp theo là số 10 ha. Con này là thân máy vỏ pin. À, con này con Nati 9.6 à, mã của nó EZ6181 à, của Nati ha. Pin à, pin sử dụng dòng điện là 9.6 thì anh em về lên 3 xe là sử dụng ha. Đầu đầu kẹp 10 ly. Đầu kẹp 10 ly ha. Đó có khóa trục ha. Đầu kẹp 10 ly khóa trục. Con này thì cũng có anh thợ anh gửi ha. Thì anh cũng đã lên pin rồi, bây giờ chỉ còn pin nó hỏng á. Rồi bỏ pin rồi anh em ha, còn cái vỏ thôi. Rồi cái dắt sạc thôi. Đó. Mình test máy luôn.
về tóc không có thắng nữa. Thắng hơi yếu rồi, đảo chiều trượt. Máy có 20 cấp trượt ha, 21 cấp trượt, một cấp khoan ha. Nhanh chậm ha, rồi máy full chức năng nha. Thân máy vỏ pin con Nati 946 ha, giá 200k. rồi số 11, 280k một con bắn vít 12V của Makita nha. Con này là 6916D ha anh em. Đầu cứng không có rơ ha. Rồi test máy. Này là thân máy vỏ pin nha. Vỏ tóc. Đảo chiều. Pin này pin yếu quá. Mình vừa test thử rồi. Mình sẽ hơi yếu rồi nha. Pin này mình lấy pin cũ mình sạc lại nha, nên nó cái hơi nó không hơi yếu. Chạy đủ dòng của nó là nó chạy ghê lắm á. Đầu cứng nha. Rồi thân máy vỏ pin 280k, anh em coi lại màn hình máy nha. Đó, cao su rồi tem rồi còn ok ha. Số 11, 280k. Số 12 là một con khoan của Nati ha. Con này mã là EZ6230. Có 21 cấp trượt, một cấp khoan ha. Đầu kẹp autolock. Đầu kẹp autolock ha. Có khóa trục ha. Con này đầu kẹp 10 ly anh em ơi. Đầu kẹp 10 ly nè, rồi con này mình bán thân máy vỏ pin nha, ngoại hình hơi cũ ha. Rồi test máy luôn. Tóc đảo chiều á, thank you.
nhông nó hơi kêu, nó ngán, nó hơi kêu. Em mà về vệ sinh lại cái nó nghe ngắn lại là nó hết ha. Có thể mình gắn chạy nó bị lỏng hay sao đó. Rồi con này hình thức nó gì anh em ha, anh em coi ra để xem kỹ mình test ha. Hình thức của con này là như vậy, giá số 12 là 350k thân máy vỏ pin nha. Số 12 chứ, con số 13 là 650k. Một con bu lông 24V của Makita ha. Bu lông 24V. Đầu nhích nhẹ thôi nha. Thì mình cố tình mình lắc thì nó hơi nhích nhẹ xíu thôi chứ chúng ta không quan đến nổi ha. Không đáng kể. Rồi, test máy. Đây là cái vỏ pin nha anh em. Vỏ pin nha, trong đây có mạch trong đây nha. Thử pin 18 ha. Đó. Bu lông này thường là không có thắng nha nè, có điều tấp nhưng mà không thắng. Chiều mạnh lắm nha anh em. Rồi máy vỏ pin ha, cái bu lông 24V, thân máy vỏ pin. Rồi anh em coi lại ngoại hình nha. Giá là 650k nha, số 13. Rồi vừa rồi mình giới thiệu với anh em 13 cái sản phẩm, trong đó có một số máy lỗi ha, và bán thì cũng có cái giá của nó là máy lỗi hay máy thanh lý làm sao mình cũng đã báo rõ trên video ha. Anh em xem video có chốt sản phẩm nào thì liên hệ với mình, số điện thoại là 05838 19402. Rồi Zalo thì cũng xài số đó luôn. Thì anh em có chốt máy thì cọc cho mình từ 50 tới 100. Có đặt đóng pin hoặc là làm đế chuyển gì thì cũng liên hệ với mình sau ha. Rồi sau cùng xin chúc anh em thật nhiều sức khỏe và có một ngày làm việc thật thành công ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.